ta vừa mới kết thúc 3 ngày với khóa học PowerPoint rất là tuyệt vời, với nice slide và với một giảng viên cũng rất tuyệt vời. Tại sao nó tuyệt vời? Tại vì chúng ta bắt đầu cái khóa học này với một cái kỳ vọng rất là thấp. Đầu tiên tại sao là thấp, bởi vì nghĩ là đây chỉ có mấy bạn marketing muốn học thôi, học thì mắc ơi là mắc. Rất là phức tạp, mang một ông thầy từ Hà Nội vô đây. Thế nhưng mà sau khi đầu tiên là mình xem cái portfolio của Niceline thì bắt đầu là có một số người ở trong team cũng đã mong muốn học theo. Và tới lúc mà bạn chị Đậu post hình của thầy ở lên trên Google và giới thiệu là đây là giảng viên đẹp trai vui tính mà lại còn single, thì toàn bộ công ty đều đăng ký. Thì ngày đầu tiên khi mà được biết là hóa ra không phải là single thì tự nhiên con tim nó trùng đặt xuống. Nhưng cái sự hài hước của thầy, cái sự tận tình của thầy, và đặc biệt là những cái tài liệu trước khóa học đó, nó làm cho mọi người rất là cảm thấy là hào hứng. Và đầu tiên là ngày hôm nay, ngày thứ bảy, là đúng ra là sẽ chỉ có một số bạn design và marketing là đi học thôi, nhưng mà thấy là rất nhiều người đã thay đổi lịch về quê để ở lại, đặc biệt là các bạn buổi sáng, và có những bạn buổi chiều nay không có đây là bởi vì đã book vé tàu rồi, không thể thay đổi được nữa thôi. Nhưng mà nếu mà không phải là Tết thì chắc chắn cũng sẽ ở lại đây. Thành ra là mình bắt đầu với một cái expectation rất là low, nhưng mà mình kết thúc với một cái cảm giác là rất là wow, over expectation. Nên chị thay mặt team cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn Niceline, và chắc chắn là Alpha B sẽ có những cái dịp nữa để tiếp tục hợp tác và làm việc với nhau theo nhiều cách ha. Rồi, cảm ơn team.